Thì tôi cũng thay mặt anh chị em khóa 73 Đại học Kỹ thuật Thông tin Liên Lạc cũng chuyển lời cảm ơn đến bạn Liên và bác Tài. Và bây giờ thì cũng thực sự mà cũng không biết nói như thế nào, chỉ biết là rất cảm ơn các bạn rất nhiệt tình, rất chu đáo, rất cẩn thận, luôn luôn vì quan tâm những các cái nhu cầu của các cô chú và đã rất là tận tình với các cô chú. Thêm một lần nữa cho tôi được thay mặt tất cả anh chị em có thời gian xin cảm ơn tất cả các bạn. Hai các chị và các bạn, bên chỗ chi hội thành phố Hồ Chí Minh đang đề nghị với ban liên lạc cho được chi hội bên trong phía Nam xin đăng cai hội khóa năm 2020. Chương trình như thế nào đó thì chắc là cụ thể sau đây thì xin giới thiệu là anh Kháng sẽ lên có đôi lời gọi là phát thảo.